trừ tâm trộm cắp. Kinh văn: A Nan, hữu phục thế giới lục đạo chúng sanh kỳ tâm bất thâu, tắc bất tùy kỳ sanh tử tương tục. Việc dịch: Lại nữa A Nan, nếu như chúng sinh trong thế giới lục đạo tâm không trộm cắp thì họ sẽ không bị tương tục trong dòng luân hồi sinh tử. Giảng giải: Đức Phật lại gọi A Nan. Lại nữa A Nan, nếu như chúng sinh trong thế giới lục đạo tâm không trộm cắp thì họ sẽ không bị tương tục trong dòng luân hồi sinh tử. Loài trời, loài Atula, loài người, súc sinh, quỷ đói và loài ở địa ngục, nếu không trộm cắp, dù chỉ có niệm tưởng trong tâm, họ sẽ không lấy cắp bất cứ thứ gì của bất kỳ ai, vật hữu hình hoặc vô hình, giá trị hoặc không giá trị. Không những thực sự không lấy, mà còn không có niệm tưởng lấy cắp chúng. Đó có nghĩa là không trộm cắp. Nếu các chúng sinh ấy giữ tâm không trộm cắp, cũng như tâm không sát hại, tâm không dâm dục, thì chúng sẽ không bị tương tục trong dòng luân hồi sinh tử, và họ cũng sẽ không bị quả báo tương tục trong thế gian. Kinh văn: Nhữ tu tam muội bổn xuất trần lao, thâu tâm bất trừ trần bất khả xuất. Việc dịch: Ông tu tam muội cốt là ra khỏi trần lao, tâm trộm cắp không trừ thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Giảng giải: Ông tu tam muội cốt là ra khỏi trần lao. Ông muốn phát huy định lực chân chính, động cơ chính của ông trong việc tu tập là cốt để ra khỏi dòng luân hồi sinh tử trong thế gian. Nhưng nếu ông vẫn có ý tưởng trộm cắp, tâm trộm cắp không trừ thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Trần lao ở đây là chỉ cho nhà lửa trong ba cõi. Kinh văn: Túng hữu đa trí thiền định hiện tiền, như bất đoạn thâu tất lạc tà đạo. Thượng phẩm tinh linh, trung phẩm yêu mị, hạ phẩm tà nhân chư mị sở trước. Việc dịch: Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt phải rơi vào tà đạo. Hạng trên thành tinh linh, hạng trung thành yêu mị, lớp dưới thành người tà đạo, bị yêu mị gá vào. Giảng giải: Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt phải rơi vào tà đạo. Cơ bản là loại người này không có trí huệ chân chính, vì nếu họ có trí huệ, họ đã không trộm cắp, họ cũng không dâm dục, cũng không sát hại. Chỉ do vì thiếu trí huệ mà họ làm những việc như vậy. Nhưng nếu chúng ta cho hạng người này có một chút trí huệ và chỉ một chút thông minh vặt hơn những người bình thường, và khi họ ngồi, họ lẫn vào sự lãng quên mà ít nhiều giống như thiền định. Thế nhưng hạng người này lại nghĩ rằng mình đã chứng được vài cảnh giới kỳ đặc mà những người khác chưa từng đến được. Anh ta cảm thấy mình có công phu vượt qua mọi người khác. Cái nhìn của anh ta đầy ngã mạn, và nếu anh ta không chịu dừng lại việc trộm đạo, anh ta sẽ rơi vào đường tà. Dù với một chút trí huệ và một ít định lực, họ sẽ bị rơi vào cảnh giới không chân chính vì việc trộm cắp. Trong con đường tà dạy này, họ lại dạy chúng sinh trong các đường khác vốn đầy tâm tối và bất chính. Họ lại dạy người khác tà tri và tà kiến. Hạng trên thành tinh linh. Khi quý vị gặp loại này, chúng rất thông minh, nhưng thực ra nó là tà ngụy. Trong cuốn Tánh Dược của Trung Hoa có đề cập đến loại thảo mộc có tính chất này, nhưng thực tế yếu tính đó không thực. Hạng trung thành yêu mị. Một loại dị nhân có được năng lực thần thông thường hãm hại người. Lớp dưới thành người tà đạo, bị yêu mị gá vào. Quý vị nhớ rằng loài quỷ cưu bàn trà là một loài quỷ mị, thường gây ra tình trạng hôn mê tê liệt cho người đang ngủ. Loài quỷ này chiếm đoạt thân xác của người đang tỉnh, rồi điều khiển thân, miệng, ý người này làm những việc riêng cho chúng. Nó nói qua trung gian người
và giành hoàn toàn sự kiểm soát người ấy. Những người bị chiếm thân xác như vậy còn được gọi là xác đồng, hoặc có khi chúng trở thành phù thủy hoặc thầy trừ tà. Ở Mỹ, tôi đã gặp một người như vậy. Một người Mỹ tự bảo rằng mình là Giê-xu. Một phút sau, anh ta nói rằng Thượng Đế đã nhập vào trong anh ta, bảo anh ta nói. Rồi một lát sau, anh ta nói rằng Thượng Đế đã đến và muốn nói chuyện với anh ta. Chừng 5 năm sau, anh ta trở lại gặp tôi. Tôi mắng anh ta. Ông thậm chí chẳng nhận ra chính ông nữa. Ông là yêu ma hoàn toàn và ông không được tốt. Thế là anh ta bỏ đi. Anh ta đến để nói pháp với tôi, nhưng anh ta không bao giờ trở lại khi tôi mắng anh ta. Và tôi lại tự nghĩ rằng tôi không hiểu làm sao để nói với mọi người tại sao mình đuổi được gã Giê-xu Thượng Đế đó. Dù sao, đó cũng là một ví dụ của loại người tà mị. Tại sao họ bị mắc phải quả báo như vậy? Là vì trong những đời trước họ trộm cắp. Thế nên họ buộc phải rơi vào một trong những phẩm loại như thế này. Đôi khi ở Trung Hoa, loại xác đồng này rất hấp dẫn. Họ có thể cắm cây dao trên đỉnh đầu mà không chết. Loài quỷ mị đang đoạt hồn họ sẽ gỡ lưỡi dao bằng cách dùng một thần chú. Thế nên người ấy không đổ một giọt máu. Có người có thể đóng những cây đinh vào bên vai. Từ những cây đinh, họ treo những thanh gươm, mỗi cây nặng hơn 10 pound. Họ có thể treo 4 thanh gươm như vậy rồi quay tròn chúng. Xem rất là kinh khủng. Mọi người đều kinh hãi. Có khi chúng thực sự có khiếu. Tôi đã gặp nhiều loại quỷ mị này và quyến thuộc của ngoại đạo. Khi quý vị xem kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị sẽ thấy rằng từ lâu Đức Phật đã mô tả mọi loài chúng sinh trong thế giới rất là rõ ràng. Do vậy, đã được nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, quý vị sẽ nhận biết được bất luận điều gì mình phải đề phòng. Chương này gọi là Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối, là phần rất quan trọng trong bộ kinh này, nên hãy hết sức chú ý. Nếu chúng ta không dừng lại việc trộm cắp, chúng ta sẽ thấy rằng mình rất khó thành Phật. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hy vọng thành Phật. Nay chúng ta đã hiểu được giáo lý này rồi. Người nào đã mắc phải tội trộm cắp thì nên thay đổi. Những người không mắc phải lỗi này thì không nên để cho niệm tưởng trộm cắp khởi dậy. Đó là cách hay nhất tương ưng với đạo. Kinh văn: Bỉ đẳng quần tà diệt hữu đồ chúng, các cát tự dị thành vô thượng đạo. Việt dịch: Các nhóm tà đạo kia cũng có đồ chúng, họ đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. Giảng giải: Các nhóm tà đạo kia là yêu ma quỷ quái, ly mị dẫm lượng hại người, họ cũng có đồ chúng. Trên thế gian này, mọi loài đều có đồ đệ của nó, nên có câu: Người tốt tìm đến với nhau, người xấu lập bè đảng, người cùng hội cùng thuyền tìm đến với nhau. Thế nên, ngay cả những loài tà ma yêu quái này cũng tụ họp lại với nhau và có quyến thuộc của chúng. Họ đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. Họ không nhận ra được cái gì là chân thật vô thượng. Thay vào đó họ cho rằng cách sinh hoạt của mình là hay nhất. Họ nói rằng họ đã đạt được đạo vô thượng, đến mức họ cho rằng niệm Phật là nhọc công vô ích và nói rằng họ là như vậy. Họ biện luận: Hãy xem năng lực thần thông của tôi. Thực ra họ là yêu ma quỷ quái, họ hoàn toàn đều theo tà hạnh. Kinh văn: Ngã diệt độ hậu mạt pháp chi trung, đa thử yêu tà xí thành thế gian, tìm nặc gian khi xưng thiện tri thức, các tự dị dĩ đắc thượng nhân pháp, huyễn hoặc vô thức, khủng linh thất tâm, sở quá chi xứ kỳ gia hao tán. Việt dịch: Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, có nhiều loại yêu ma tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian, lén lút gian dối xưng là thiện tri thức. Họ đều tự xưng đã được pháp thượng nhân, dối gạt kẻ không biết, dọa dẫm khiến họ mất lòng tin. Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị hao tán.
giảng giải: "Tôi đã gặp rất nhiều loại tà ma này. Người Tây Phương không quen lắm với loại yêu quái này. Nhưng không phải như vậy vì người Trung Hoa tin vào quỷ thần. Đúng như vậy, càng lúc các hiện tượng kỳ dị xảy ra trên thế gian ngày càng nhiều hơn. Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời Mạt Pháp, có nhiều loại yêu ma tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh này đã nói với chúng ta rằng, thời đại ta đang sống sẽ bị hoành hành bởi loại tà ma này. Chúng ta không nên nhìn vào những việc mình thấy để tin rằng chúng tồn tại. Đơn giản vì còn nhiều việc trên đời mà mình chưa thấy được. Nếu chúng ta phải đợi cho đến khi mình thấy được mỗi thứ bằng chính con mắt của mình, thì không thể nào nhìn hết được trong đời này. Còn có một số điều mà quý vị phải nghe lời nói của người khác mới biết. Chúng sôi nổi trong thế gian. Chúng giống như lửa đang thiêu cháy mọi người. Những người không nhận biết những loại tà ma này sẽ dính mắc vào chúng và như thể bước vào đống lửa hừng hực cháy. Những người này sẽ bị thiêu đốt. Bí mật là nghĩa mà chúng đi khắp nơi để dối gạt mọi người. Chúng lén lút gian dối xưng là thiện tri thức, họ đều tự xưng đã được pháp thượng nhân. Chúng tự xưng mình là thiện tri thức, mắt sáng. Thượng nhân là chỉ cho Bồ Tát. Nói cách khác, chúng tự xưng mình là Bồ Tát. Trong đạo Phật, dù quý vị là một vị Bồ Tát, thậm chí là một vị Phật thị hiện, quý vị cũng không nên nói mình là Phật hay là Bồ Tát. Quý vị phải giữ im lặng về điều ấy khi nào mình còn sống, cho đến hơi thở cuối cùng. Quý vị không thể nói, tôi là Phật, tôi là Bồ Tát, tôi là A-La-Hán. Người nào nói như vậy thì đó là yêu ma, giống như người được mô tả trong kinh này. Khi nào quý vị mới để cho mọi người biết? Sau khi quý vị chết, lúc ấy mọi người mới biết. Nhưng quý vị không được để cho họ biết khi quý vị chưa chết. Có ý nghĩa gì trong lời tuyên bố mình là Phật? Có ý nghĩa gì quý vị nói rằng mình là Bồ Tát? Sao vậy? Có ý nghĩa gì trong lời nói như vậy? Chẳng có lý do gì khác hơn là khiến cho người khác tin vào mình. Và tại sao quý vị muốn mọi người tin vào mình? Để họ cho quý vị tiền. Quý vị làm việc ấy vì muốn lợi dưỡng và tâm phan duyên. Nếu đó không phải là ý định của quý vị, thế tại sao quý vị nói với mọi người mình là Phật sống? Nếu quý vị là Bồ Tát, được rồi, quý vị là Bồ Tát, tại sao quý vị lại đi nói với mọi người như vậy? Điều này nhắc tôi nhớ một số chuyện đã diễn ra ở Trung Hoa. Một hôm có một vị quan đến chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai để hỏi thăm thầy trụ trì Phong Can. Hai người nói chuyện với nhau. Quý vị sẽ hỏi viên quan ấy tên gì? Đừng hỏi tôi quên mất rồi. Có thể người đó là quý vị, có thể là tôi, không chắc chắn. Vị quan nói với thầy trụ trì, trong quá khứ thường có nhiều Bồ Tát thị hiện ở thế gian, nhưng thời đại này lại không có. Tôi muốn được diện kiến một vị Bồ Tát chân thực nhưng không thấy. Trụ trì Phong Can nói, ồ, ông muốn gặp Bồ Tát, có hai vị đang ở đây, tôi sẽ giới thiệu cho ông được gặp. Vị quan hoàn toàn ngạc nhiên. Có hai vị Bồ Tát đang ở đây? Ý ngài muốn nói là một vị bằng đất sét và một vị tạc bằng gỗ. Thầy trụ trì trả lời, không phải vậy, hai vị Bồ Tát này là người thật, họ là những vị Bồ Tát sống. Vị quan hỏi, ngài không đùa chứ? Trụ trì đáp, tôi là trụ trì ở đây, làm sao tôi nói đùa chuyện như vậy? Họ đâu rồi? Một vị đang nấu cơm và một vị đang đun nước. Một vị là Hàng Sơn và một vị là Thập Đắc. Một vị là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Một vị là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Họ thực hành pháp tu khổ hạnh trong chùa này, chuyên làm những việc phục dịch. Họ làm những việc không ai muốn làm. Nếu ông muốn gặp họ, rất đơn giản, hãy vào nhà bếp và sẽ thấy họ đang ở đó. Ông thấy hai vị tăng lấm lem rách rưới, râu tóc bù xù, mặt đầy bụi bẩn, với một dáng dấp rất xấu xí.
Nhưng thầy trụ trì bảo đó là hai vị Bồ Tát, nên ông chẳng dám xem thường họ. Thay vì vậy, ông xá chào họ. Hai vị ấy hỏi: "Ông làm gì vậy? Tại sao ông vái chào tôi?" Trụ trì Phong Cang nói rằng: "Các ông là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Phổ Hiền, thế nên tôi xá chào các ông." Hai vị nói: "Lão Phong Cang ba hoa." Cô ý muốn nói thầy trụ trì là người hay dính vào chuyện kẻ khác. Một vị nói: "Lúc này ông ta nói quá nhiều." Thế nên khi Diên Quang đang cúi chào, họ liền rút lui và biến mất. Không ai biết họ đã đi cách xa chừng nào. Có lẽ cách xa đến cả trăm bước, từ nhà bếp đến bờ đá dưới chân núi. Tiếng hai người vọng lại: "Lão Phong Cang hay bếp xếp? Ông không chịu lạy Phật A-di-đà, lạy chúng tôi làm gì?" Diên Quang hỏi: "Ai là Đức Phật A-di-đà?" "Trụ trì Phong Cang, ông ta là Đức Phật A-di-đà tái thế. Hãy để mặc chúng tôi về lại ông ta đi." Khi Diên Quang vẫn còn đứng đó trong kinh ngạc, thì hai vị tăng lem luốc kia đã đi xa và biến mất sau rặng núi đá. Nơi đó bây giờ gọi là Nguyệt Quang Nham trên núi Thiên Thai, nơi mà hai vị Hàng Sơn và Thập Đắc đã biến mất. Diên Quang vội vã trở về chùa Quốc Thanh để đảnh lễ trụ trì Phong Cang, Đức Phật A-di-đà. Nhưng khi ông vào trong chùa, thấy thầy trụ trì đã ngồi an nhiên thị tịch, ngài đã nhập niết bàn. Diên Quang bây giờ biết rằng trụ trì chính là Đức Phật A-di-đà thị hiện. Nhưng đã quá trễ rồi. Ông ta không thấy được những gì là chân thực ngay trước mắt của mình. Đức Phật A-di-đà đã đi rồi. Tại sao chư Phật và Bồ Tát khi biến mất rồi mới cho mọi người biết các ngài là ai? Nếu mọi người biết thì họ sẽ đến để đảnh lễ các ngài suốt ngày, đến mức sẽ quá phiền phức, sẽ không còn thời gian nào để tu tập. Thế nên các ngài không muốn cho biết mình là ai. Đó là cách thức trong đạo. Người ta không bao giờ nói: "Hãy nhìn xem, tôi là người đã giác ngộ, tôi là Phật." Người như vậy thì chẳng khác gì người được đề cập trong kinh này: "Tôi chưa từng gặp người nào công nhận là mình đã giác ngộ." Hòa thượng Hư Vân cũng vậy, và các vị hòa thượng khác đã giác ngộ ở Trung Hoa cũng không nói một lời nào là họ đã giác ngộ, dù hỏi họ trực tiếp. Không bao giờ có chuyện đó trong đạo Phật. Ngoài ra, có lẽ có trong đạo Phật tân thời. Người được mô tả trong kinh tuyên bố rằng họ là thượng nhân: "Các ông có biết tôi là ai không? Tôi là Bồ Tát Di Lặc. Các ông có biết tôi là ai không? Tôi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Nay các ông đã biết, đừng bỏ mất cơ hội, hãy lạy tôi làm thầy. Nếu các ông không muốn lạy tôi thì hãy lạy thầy tôi. Tôi sẽ cấp cho các ông cái giấy chứng nhận và 65 đô la. Tôi sẽ truyền pháp cho ông." Họ đi khắp, dối gạt kẻ không biết. Họ gạt gẫm người cả tin. Tôi đã gặp hạng người này rất nhiều. Họ nói rằng: "Tôi có pháp bảo, tôi sẽ bán cho các người, một người 300 đô la. Đó là bởi vì tôi rất thích các người, nên tôi sẽ để dành cho quý vị. Nếu tôi không thích quý vị, tôi sẽ không trao cho quý vị đâu." Thế là đệ tử đưa cho thầy 300 đô la để lấy pháp bảo. Có người đòi quý vị đến 1.000 đô la. Chẳng bao lâu, ví của vị thầy già nặng túi. Khi ông ta chuyển tài sản của mình từ chỗ an toàn này đến chỗ an toàn khác, ông ta phải dùng xe lửa. Nhiều người đã thất vọng về việc này. Khi quý vị giảng nói pháp chân chính cho họ nghe, như bảo họ đừng sát sanh, họ không tin điều đó. Đừng trộm cắp, họ cũng không tin điều đó. Đừng dâm dục, họ cũng không tin điều đó. Nhưng nếu quý vị nói với họ rằng mình có một điều gì đó sẽ đem đến cho họ lợi ích, thì họ sẽ trả tiền cho quý vị liền. Chúng dọa dẫm khiến họ mất lòng tin. Chúng khiến cho quý vị mất sạch trí huệ mà quý vị vốn có. Họ làm cho quý vị mê mờ. Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị hao tán. Họ thực sự là kẻ giàu có bẩn thỉu, nhưng bất kỳ đi đâu, họ cũng đều tích lũy thêm nhiều của cải, lột sạch chủ nhà những thứ tài sản, chìa khóa, chứng khoán và ruột tượng.
Kinh văn: Ngã giáo tỷ khưu tuần phương khất thực, linh kỳ xả tham thành bồ đề đạo. Chư tỷ khưu đẳng bất tự thục thực, ký ư tàn sanh lữ bạc tam giới, thị nhất giảng hoàng khứ dĩ vô phản. Việc dịch: Như Lai dạy hàng tỷ khưu theo thứ tự khất thực là khiến họ xả trừ lòng tham, thành tựu đạo bồ đề. Các hàng tỷ khưu không tự nấu ăn, gửi cái thân sống nhờ như khách trọ trong ba cõi, hiện thân một lần qua lại, đi rồi không trở lại nữa. Giảng giải: Như Lai dạy hàng tỷ khưu theo thứ tự khất thực là khiến họ xả trừ lòng tham. Khi đến giờ khất thực, mỗi vị tỷ khưu nhắm đến một phương nhất định và đi quanh một chỗ nhất định. Các vị mang bình bát đi khất thực. Tại sao Đức Phật dạy họ phải khất cầu thực phẩm? Trước hết, khi các vị cư sĩ Phật tử dâng tặng thức ăn cho người xuất gia là họ có được quả báo phước đức và chấm dứt khổ đau. Thứ hai, khi tỷ khưu đi khất thực, họ sẽ dùng bất cứ thức gì xin được. Nếu ngon thì ăn ngon, nếu dở thì ăn dở. Do vậy, họ sẽ xả bỏ được lòng tham. Nếu tự mình nấu nướng, quý vị sẽ nghĩ, những thức ta nấu ngày hôm nay không được ngon. Tuy nhiên, ngày mai ta sẽ nấu thứ ngon hơn, và ngày kia ta sẽ làm thứ tuyệt diệu hơn nữa. Sẽ không có chỗ tận cùng. Khi đi khất thực, sẽ không có cơ hội để chọn lựa. Ta không thể nào phân biệt thức ăn, thức uống nào ngon hay dở. Ta không thể nói, thức ăn mình xin được ngày hôm nay rất ngon, rồi ăn với sự thích thú. Và ngày sau, nếu thức ăn không được ngon, ta ăn không nổi. Cách thức ấy không được phép. Mình ăn cả thứ ngon lẫn không ngon. Tinh thần chung là ăn để no và quên bẵng mọi thứ. Đó là để đối trị lòng tham. Theo cách này, hành giả có thể thành tựu đạo bồ đề. Đó là vì có câu nói, kẻ trí quan tâm đến đạo, chẳng bận tâm đến thức ăn. Những người đến để tham cứu Phật Pháp không nên bận tâm đến thức ăn. Các hàng tỷ khưu không tự nấu ăn, gửi cái thân sống nhờ như khách trọ trong ba cõi, hiện thân một lần qua lại, đi rồi không trở lại nữa. Họ chỉ cần ăn đủ để duy trì thân mạng. Cuộc đời chúng ta, dù ở trên đất liền hay ở trên nước, cũng giống như đang ở trong một khách sạn, ngắn ngủi phù du trong chốc lát, đừng để dính mắc với nó. Các vị tỷ khưu đã chấm dứt tâm tham, thế nên khi sinh mạng trong ba cõi này chấm dứt, thì họ không còn trở lại nữa. Nơi này là uế độ, tôi không trở lại nữa. Đó là tâm niệm của các vị tỷ khưu. Dù ở Mỹ, với những nhà vệ sinh rất đẹp đẽ và những ngôi nhà rất tráng lệ, cũng đủ để ở đó một lần. Đừng trở lại, đừng tham muốn các nhà vệ sinh ấy. Trước tiên là nó rất hôi thối, tại sao quý vị lại thích nó? Thật ra, cả thế gian này đều hôi thối, quý vị chớ cho rằng đó là chỗ sạch sẽ. Thế gian này, chính nó là một cái nhà vệ sinh. Kinh văn: Dân hạ tặc nhân giả ngã y phục, tỳ bản Như Lai tạo chủng chủng nghiệp, giai ngôn Phật Pháp. Khước phi xuất gia cụ giới tỷ khưu, di tiểu thừa đạo, do thị nghi ngộ vô lượng chúng sanh đọa vô gián ngục. Việc dịch: Tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật, buôn bán Như Lai, tạo vô số nghiệp, nói rằng đó đều là Phật Pháp, lại chê hàng xuất gia thọ giới tỷ khưu là đạo tiểu thừa? Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm nên sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Giảng giải: Tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật? Họ mặc y phục của hàng xuất gia và nói với mọi người rằng, tôi là pháp sư giảng kinh, quý vị nên hoàn toàn tin vào tôi. Chúng buôn bán Như Lai. Họ dùng Phật Pháp để đổi chác, họ buôn bán Phật Pháp. Tất cả điều họ cần làm là nghĩ cách để kiếm tiền. Họ nói rằng đó đều là Phật Pháp. Họ bảo rằng tất cả đều là Phật Pháp. Khiêu vũ là Phật Pháp,
uống rượu là Phật pháp, chơi nhạc là Phật pháp. Đây là các thứ trong 84.000 pháp môn. Họ thật là những kẻ rất ba hoa. Hút thuốc là Phật pháp, đánh bạc là Phật pháp, ai muốn làm gì tùy thích. Họ rất tùy tiện, thậm chí đến mức độ ai muốn làm điều gì họ đều cho là đúng. Lại chê hàng xuất gia thọ giới tỷ khưu là đạo tiểu thừa. Nếu có ai gọi họ và hỏi, anh đã thọ giới cụ túc chưa? Thậm chí họ chẳng hiểu là quý vị đang nói điều gì. Thậm chí họ không hiểu về năm giới cấm, nói gì đến tám giới hoặc 10 giới trọng và 48 giới khinh. Chính họ không đáng được người đời tin cậy là hàng xuất gia. Tầm nhìn của họ rất hạn hẹp và đầy tự ngã. Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm, nên sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Họ khiến cho người khác mê lầm, và vốn chính họ cũng không hiểu. Ban đầu, những người theo họ đều có ý định tốt, nhưng khi đã dính mắc với một vị thầy điên đảo như vậy rồi, nên cuộc đời họ sẽ được kết thúc trong tình trạng đã nêu ra trước đây. Nếu một người mê mờ, truyền dạy sự mê lầm cho người khác, khi mọi điều được nói và làm, thì chẳng có ai hiểu được. Thầy đọa vào địa ngục, trò cũng phải vào theo. Trong địa ngục vô gián, không lúc nào cảnh khổ bị gián đoạn. Một người choáng đầy cả địa ngục bằng những cảnh khổ, và nhiều người cũng choáng đầy địa ngục theo cách như vậy. Chỉ một người trong địa ngục đã không còn thừa chỗ, và bất luận có bao nhiêu người trong đó, địa ngục vẫn chứa trọn. Chúng sinh ở địa ngục ấy không bao giờ ra khỏi chỗ này. Thế nên rất nguy hiểm khi gieo nhân duyên với chỗ đó. Kinh văn: Nhược ngã diệt hậu, kỳ hữu tỷ khưu phát tâm quyết định tu tam ma đề. Năng ư Như Lai hình tượng chi tiền, thân nhiên nhất đăng, thiêu nhất chỉ tiết, cập ư thân thượng nhiệt nhất hương chú. Ngã thuyết thị nhân vô thủy túc trái nhất thời thù tất. Trường ấp thế gian vĩnh thoát chư lậu, tuy vị tức minh vô thượng giác lộ, thị nhân ư pháp dĩ quyết định tâm. Việt dịch: Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỷ khưu phát tâm quyết định tu tam ma đề, có thể trước hình tượng Như Lai tự mình thắp một ngọn đèn, đốt một ngón tay, hay ở trên thân đốt một liều hương. Như Lai nói người này nợ nần từ kiếp lâu xa, nay được trả hết trong một đời, xa lìa thế gian, vĩnh viễn thoát khỏi các lậu hoặc. Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật pháp đã có tâm quyết định. Giảng giải: Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỷ khưu phát tâm quyết định tu tam ma đề, có thể trước hình tượng Như Lai tự mình thắp một ngọn đèn, đốt một ngón tay, hay ở trên thân đốt một liều hương. Như Lai nói người này nợ nần từ kiếp lâu xa, nay được trả hết trong một đời. Những vị tỷ khưu này dưới sự hướng dẫn chân chính, vào đúng thời điểm và với oai nghi nghiêm chỉnh, vị ấy dùng dao cắt thịt trên thân mình, rồi rót một ít dầu vào nơi thịt đã bị khoét ra, rồi từ đó thắp lên một ngọn đèn để cúng dường chư Phật. Hoặc có khi các vị ấy đốt một ngón tay theo đúng nghi thức, hoặc họ đốt một vài liều hương trên thân mình, chẳng hạn trên cánh tay. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng, những người như vậy, nghiệp chướng nợ nần họ đã tạo trong vô lượng kiếp trước đều có thể tiêu trừ qua việc làm đơn giản này. Xa lìa thế gian, vĩnh viễn thoát khỏi các lậu hoặc, người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật pháp đã có tâm quyết định. Họ đã có sự phát tâm dứt khoát và sẽ không bao giờ thối chuyển. Kinh văn: Nhược bất vi thử xả thân vi nhân, túng thành vô vi tất hoàng sanh nhân, thù kỳ túc trái, như ngã mã mạch chánh đẳng vô dị. Việt dịch: Nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé ấy, dù có thành đạo vô vi cũng phải sanh lại làm người, hoàn trả các nợ cũ, như quả báo ăn lúa ngựa của Như Lai. Giảng giải:
Nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé ấy, dù có thành đạo vô vi cũng phải sanh lại làm người, hoàn trả các nợ cũ. Nếu mình không làm những hạnh hy sinh thân mạng như đốt đèn trên thân hay đốt một ngón tay hoặc đốt hương trên cánh tay, như gieo trồng vài thiện pháp, thì dù có thành tựu đạo nghiệp, dù trở thành giác ngộ, thậm chí thành Phật, thì mình vẫn phải trả các món nợ cũ. Mình vẫn phải thọ thân người trở lại và trả các nghiệp đã gây trong quá khứ. Như quả báo ăn lúa ngựa của Như Lai. Như Lai đã phải ăn lúa dành cho ngựa suốt 90 ngày trong đời này. Đức Phật nói, tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải chịu quả báo như vậy? Chuyện xảy ra từ thời quá khứ, khi Ngài là một vị Bà La Môn nhận dạy 500 vị thanh niên cách thức tu đạo. Lúc đó, có một Đức Phật đang thị hiện trên thế gian. Một hôm, Đức Phật kia cùng các vị tỷ khưu đi khất thực. Đức Phật dạy các vị tỷ khưu nhận được vật phẩm cúng dường thì nên trích bốt một phần ngon trong bát của mình dành cho vị tỷ khưu đang bị bệnh, không thể đi khất thực được. Khi họ đi khất thực về, họ đi qua vùng núi, nơi mà vị Bà La Môn, tức tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đang tu nhân địa. Khi vị Bà La Môn chỉ nhận được một chút ít thực phẩm từ bát rất đầy của họ, ông ta trở nên ghen tức. Tại sao các lão tăng kia được ăn nhiều thế? Các ông ấy chỉ đáng được ăn lúa ngựa. 500 đệ tử của vị Bà La Môn hòa theo ông ta. Đúng vậy, họ chỉ đáng được ăn lúa ngựa. Sau khi vị Bà La Môn thành Phật, Ngài phải đưa 500 vị đệ tử tỷ khưu của mình sang một nước khác để an cư. Ngoài mặt, quốc vương nước ấy thân mật đón tiếp Ngài, nhưng vua không cúng dường cho chư tăng an cư. Sau cùng, một người buôn ngựa trong nước biết được rằng Đức Phật và giáo đoàn tỷ khưu không được cúng dường thực phẩm, thế nên ông ta chia cho chư tăng phần thực phẩm dùng để nuôi ngựa. Dù vị Bà La Môn đã thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 500 vị đệ tử trẻ của Ngài đã thành 500 vị A-La-Hán, Đức Phật vẫn phải trả nghiệp cũ trong đời quá khứ qua việc 90 ngày phải ăn lúa ngựa. Thế nên Đức Phật nói rằng, nếu người nào không làm được những hạnh xả thân này, thì trong tương lai họ phải trả những nghiệp đã tạo trong đời trước như họ đã gây ra. Kinh văn: Nhữ giáo thế nhân tu tam ma địa, hậu đoạn thâu đạo, thị danh Như Lai tiên Phật Thế Tôn đệ tam quyết định thanh tịnh minh hối. Việc dịch: Ông dạy người đời tu pháp tam ma địa, sau nữa dứt trừ tâm trộm cắp. Đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các Đức Phật Như Lai Thế Tôn trong quá khứ. Giảng giải: Ông dạy người đời tu pháp tam ma địa, sau nữa dứt trừ tâm trộm cắp. Khi họ muốn tu đạo, họ phải trừ bỏ tâm trộm cắp. Đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các Đức Phật Như Lai Thế Tôn trong đời trước. Kinh văn: Thị cố A Nan, nhược bất đoạn thâu tu thiền định giả, thí như hữu nhân thủy quán lậu chi, dục cầu kỳ mãn, túng kinh trần kiếp chung vô bình phục. Việc dịch: Cho nên A Nan, nếu không dứt trừ tâm trộm cắp mà tu thiền định, cũng như rót nước vào bình thủng mà mong cho đầy, dù trải qua nhiều kiếp số như vi trần, rốt cục vẫn không đầy được. Giảng giải: Cho nên A Nan, nếu không dứt trừ tâm trộm cắp mà tu thiền định, cũng như rót nước vào bình thủng mà mong cho đầy. Dù quý vị cố gắng rót đầy nước vào một cái chén bị thủng dưới đáy, thì dù trải qua nhiều kiếp số như vi trần, rốt cục vẫn không đầy được. Kinh văn: Nhược chư tỷ khưu y bát chi dư, phân thốn bất xúc, khất thực dư phần khí ngã chúng sanh, ư đại tập hội hợp chưởng lễ chúng, hữu nhân chủy mạ đồng ư xưng tán, tất sử thân tâm nhị câu quyên xả, thân nhục cốt huyết giữ chúng sanh cộng, bất tương Như Lai bất liễu nghĩa thuyết, hồi ghi dĩ giải dĩ ngộ sơ học, Phật ấn thị nhân đắc chân tam muội. Việc dịch:
nếu các tỷ khưu ngoài y bát ra không tích trữ mảy may, khất thực có thừa bố thí cho chúng sinh đói. Nơi hội lớn đông người, chắp tay lễ bái đại chúng, nếu có người đánh mắng, xem như khen ngợi mình, xem thân thịt máu xương của mình giống như thân của chúng sinh, nếu không đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, khiến cho kẻ sơ học khỏi bị lầm lạc, thì Như Lai ấn chứng người ấy chân thật được tam muội. Nếu các tỷ khưu ngoài y bát ra không tích trữ mảy may, các vị tỷ khưu chỉ có ba y, một bình bát và tọa cụ, họ không cần thêm thứ gì khác, họ không tích lũy của cải, khất thực có thừa bố thí cho chúng sinh đói. Họ ban tặng những vật phẩm thừa khi khất thực cho những người không có gì để ăn. Nơi hội lớn đông người, chắp tay lễ bái đại chúng, các vị tỷ khưu chắp tay cung kính vái chào mọi người trong hội chúng. Nếu có người đánh mắng, xem như khen ngợi mình, xem lời chửi mắng cũng như là lời khen tặng, họ không phản ứng với lời mắng nhiếc. Xem thân thịt máu xương của mình giống như thân của chúng sinh, tâm của các vị không ôm ấp tâm niệm kiêu mạn, và thân không phản ứng theo lối thể hiện sự kiêu ngạo và tự ái. Khi có người nào mắng nhiếc mình, quý vị nên xem như họ đang hát tặng mình. Nếu mình chẳng mắng ai mà họ mắng mình, thì hay nhất là quý vị đừng cần hiểu những gì họ đang nói. Những lời ấy đối với quý vị chẳng có nghĩa gì cả. Như thể họ nói một thứ tiếng gì đó mà mình chẳng hiểu, như tiếng Nhật, tiếng Anh hay tiếng Hoa, nhờ đó mà quý vị chẳng hiểu gì cả. Khi có người thực sự mắng mình, quý vị hãy nghĩ rằng, ồ, ông ta đang nói với tôi những điều tốt đẹp biết bao. Hãy nhìn ngược lại, nếu có người đánh mình, chỉ giả vờ như mình đụng vào tường, giả như mình bất cẩn chạy va vào tường và để lại một cục u lớn trên đầu. Nếu quý vị quay lại và đấm vào tường rồi nói, tại sao lại va vào tôi? Quý vị chỉ kết thúc bằng bàn tay đau. Khi có người đánh quý vị, nếu mình xem đó như là va vào tường, thì mọi chuyện xem như kết thúc ngay ở đó. Hàng tỷ khưu phát tâm bồ đề chân chính, nên xả bỏ thân máu thịt của mình cho những chúng sinh khác, nếu họ cần sự chia sẻ của mình. Có một lần, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang trong lúc tu hành nhân địa, Ngài thấy một con cọp đói, Ngài hiến thân mình cho cọp đói ăn. Cọp là loài thú dữ nhất trên đời. Thế nên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong lúc đang tu hành nhân địa, Ngài đã từ bỏ thân mạng mình, thí cho cọp đói. Nếu không đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, khiến cho kẻ sơ học khỏi bị lầm lạc. Hàng tỷ khưu không rao giảng giáo lý tiểu thừa theo cách như thể hiểu theo ý mình. Nói cách khác, nếu không nói đúng như lời Phật dạy, thì chính mình đã hiểu sai và làm mê mờ người mới học. Nếu các vị tỷ khưu không rơi vào lỗi ấy, Như Lai ấn chứng người ấy chân thực được tam muội. Đức Phật sẽ ấn chứng cho những người như vậy, họ chân thực chứng được tam muội. Kinh văn: Như ngã sở thuyết danh di Phật thuyết, bất như thử thuyết tức ba tuần thuyết. Việt dịch: Như lời Như Lai nói đây, tức là lời của chư Phật. Nếu không đúng như lời nói đó, tức ma ba tuần nói. Giảng giải: Đây là cách thức Đức Phật giảng pháp, mọi lời giảng khác là của Ma Dương.